anh không có mệt nhưng mà anh bị gọi là nôn cái thời gian á, vì anh biết được là cái số tiền mình càng kiếm được nhiều thì mình sẽ càng giúp gia đình cho chị nhiều, nên là anh cứ bị gấp á, nhất là đặc biệt nhất là cái thử thách đầu tiên á, cái thử thách mình tính toán nó làm cho mình rối đi thôi. Nên là nhưng mà bạn con rất là dễ thương, rất là nhiệt tình, nên giúp mình rất là nhiều. Và qua thử thách thứ hai thì mình đi tìm thì cũng đơn giản, cũng chạy nhưng mà qua thử thách thứ ba thì nó bắt đầu khó đi, vì cái mình phải thử thách 3/5 người mà cái trò này thật ra anh chưa bao giờ chơi lần nào hết đó, nên mà là mình cũng rất là mong là mình chơi thật là nhanh thắng thật là nhanh để có số tiền nhiều cho gia đình của chị Tiến. Mệt thì lúc đó thì xong rồi thì mình phải thấy mệt, thì lúc đó là mình thấy mình chỉ muốn nôn nóng cho thực hiện thật là nhanh cho xong thôi. Anh cũng khá hài lòng về số tiền này, vì lúc đầu là anh muốn là số tiền đó trên 20 triệu thì sẽ tốt hơn, nhưng mà lúc mà trục trặc chút xíu thôi, khi mà anh Nghĩa gọi điện thoại cho chị Hương thì không được đó, nên là bị trục trặc chút xíu khoảng 30 giây nữa thì nếu mà nó suôn sẻ thì chắc là anh nghĩ là cũng 20 triệu hay là hơn chút xíu, nhưng mà không sao. Đây là cũng là tấm lòng của anh cũng như là tất cả các người chơi cùng với anh, nên là anh cũng hài lòng với số tiền này. Không, thử thách ngày hôm nay thì đối với anh thì nó không có quá khó, nó vừa không hành động nhiều, cũng như là cũng không có đòi hỏi là cái mình phải có khéo léo nhiều, nên là anh nghĩ thử thách nó cũng vừa sức. Anh nghĩ là điều đó cũng đúng thôi, tại vì khi mà bây giờ anh tập trung vào con đường điện ảnh á, như là mình có hai đứa con đi, thì mình đã chăm một đứa con nó lớn khôn rồi và nó có những cái thành tựu rồi, thì mình sẽ chuyển qua mình chăm đứa con nhỏ thứ hai, thì anh cũng nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà thật ra thì cái con đường đầu tiên của anh khi bước chân vào nghệ thuật đó là học trường sân khấu điện ảnh, rồi đó là đào tạo về diễn viên, nên là khi mà may mắn được mọi người biết đến một cái ca sĩ thì đó là cái điều may mắn và cái duyên của mình. Bây giờ anh trở lại với cái đam mê thật sự, cái đam mê đầu tiên của anh đó là con đường điện ảnh, thì anh nghĩ là những khán giả mà đã yêu thích mình thì họ sẽ thấy được những cái sự cố gắng của mình cũng như là những cái sản phẩm nghiêm túc của mình. Anh quan niệm là mình cứ làm hết mình cũng như là đặt cái tâm của mình vào thì họ sẽ thấy được rõ ràng những cái gì mình cống hiến. Còn ngoài ra thì về âm nhạc thì khi một người nghệ sĩ họ có cảm hứng một cái ca khúc nào đó thì họ có thể thể hiện tốt được. Đó, thời gian vừa qua thì anh lại là có những cảm hứng về điện ảnh nhiều hơn, nên vì vậy anh tập trung vào con đường điện ảnh. Còn âm nhạc thì anh sẽ nợ mọi người, hy vọng là sẽ sớm mời trở lại. Và anh nghĩ là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đem số tiền nhiều nhất có thể cho gia đình chị Tiến ngày hôm nay. Đặc biệt là cái trường hợp ngày hôm nay khi mình được chia sẻ đó thì anh rất là cảm động, vì khi mà mình biết được là con gái của chị Tiến đã vất vả khó khăn như vậy trong gần 10 năm thì mình rất là mong là ba chúng tôi rất là mong là sẽ góp được cái công sức ngày hôm nay cho chị. Đối với chương trình thì khi trước khi tham gia thì anh cũng đã hỏi ý kiến của một số người bạn anh, cũng như là đã xem chương trình trước thì anh rất là thích, cũng như là được ý nghĩa những cái nhân văn mà chương trình mang đến cho các gia đình khó khăn, nên là anh chúc chương trình sẽ ngày càng thành công nè, rồi được nhiều khán giả ủng hộ cũng như là nghệ sĩ sẽ đóng góp thật là nhiều công sức cho chương trình. Và năm mới cũng sắp đến rồi thì xin chúc tất cả các bạn khán giả của Câu Hỏi Đổi Đời cũng như là các bạn khán giả đang theo dõi chương trình thì một năm mới an khang thịnh vượng và may mắn hạnh phúc.